Đây nè, như đó hứa, cục sạc dự phòng 20.000 mAh chỉ có 168.000 thôi. Em về em chia lại cho anh em. Cái giá cost nó rất là rẻ rồi. Ví dụ 100.000 anh em xuống 90.000, xuống 10.000 là nó 10% doanh thu đúng không? Nhưng mà lợi nhuận xuống mấy chục phần trăm. Anh em so giá thoải mái em bán có 168.000 là bao rẻ. Ngoài chỉ coi bên ngoài xong, coi chất lượng pin đúng không? Coi cả bên trong cho chắc. Đây nè. Nó không có, đây là hai cục pin thật nha. Em đã test sạc được trên 14 lòng mắt, sạc được tầm khoảng gần 3,5 lần. Thì có nghĩa là hiệu suất chuyển đổi rơi tầm khoảng 6 mấy% á, rất là cao. Nếu thật 6 mấy 70% rất là cao. Ok, nó có xốp cố định nè. Đó, nó không bị sụt xịt cục pin nè. Hai cục pin này mỗi cục là 10.000 mAh nè. Ok, em coi là cái chất lượng pin nó ok, ngon lành. Còn cái thương hiệu mà 120W này thôi, gia công Trung Quốc á, thực chất chỉ có 20W thôi. Gia công thêm số 1 vô nhìn cho nó oách hay sao á. Cái này là bên OEM nó gia công, nhìn cho mày đặt 120W. 120W là thương hiệu, thực chất sạc tầm khoảng 20W thôi. Xong nha. Cái quan tâm thứ hai anh em cần quan tâm khi xài cục pin hay là cục sạc á, đó là cái cường độ dòng điện, cái công suất điện vân vân á, nó có đúng là được 20W hay không, và cái noise và dipper đó có độ nhiễu điện. Thì đây em test trên cục sạc Zin nè, Zin chính hãng nè. Đây pin nó đang sạc bên tầm khoảng 79%, thì lên cái mức này thì bắt đầu sạc nó hạ công suất rồi. Đây nè, tầm khoảng 10W nè. Ok, cái này là hiệu điện thế, nó ra volt, cái này là cường độ ôm điện đó. Ampere anh em nhân với nhau sẽ ra công suất là tầm khoảng 10W thôi. Ok, thì cái độ nhiễu điện á, anh em nhìn cái trị số này nè, cái volt, cái hiện thế đó, nếu mà nằm ở mức khoảng 9 chấm á, thì cái PP á, là độ nhiễu điện á, nó chỉ tầm khoảng 1% thôi, có nghĩa là tầm khoảng 90mV, dao động dưới 90mV, tới 90mV là 1% là ok, từ 1% tới 2% là tốt, có nghĩa là lên tới tầm khoảng 180mV là ok, trên con số từ 3%, 4%, 5%, ví dụ là 450mV là sạc vứt, sạc bỏ, sạc đểu, hoặc là 200-300mV. Tại sao anh em phải quan tâm đến thông số này? Bởi vì nó làm cho nhiễu điện đúng không, nó làm bị loạn cảm ứng nè, nó làm bị hư IC nguồn nè, chạm chân sạc nè, cháy nổ vân vân, phụ pin vân vân. Thì ra coi cái trị số này rất quan trọng nha anh em mình dung nha. Đây nè, thì cục sạc Zin nó loanh quanh tầm khoảng dụ 4.5 5V thì nó vô tầm khoảng đó 1% hồi nãy, 989 thì cộng khoảng 89 thôi, nó tầm khoảng 1% thôi là rất là tốt. Đây em rút cái cục sạc ra cho anh em coi nha. Đây nè, ok nha, bây giờ em cắm vô trong cục sạc dự phòng. Đây anh em đợi em tí, em quay em cắm dự phòng. Em hơi gà, em không biết edit, em làm nội dung em quay thôi. Đây nè, 72% nè. Ok, thì đây là công suất nè. Đây nè, mới cắm vô thì nó đang chạy từ lên, nó lên tầm khoảng 8W, 10W, tại giờ 80% rồi thì sạc sẽ hạ công suất, giống như anh em sạc xe điện vậy đó. Từ 80% đến 100% thì những cái electron nó đang chạy loạn xạ đúng không, có thể sạc chậm lại để nén electron lại cho ổn định, không có điện nóng quá nhiệt, để pin quá cạn hoặc sạc pin quá đầy thì cũng hại pin, đơn giản vậy thôi. Từ 30-80% là tốt nhất. Thì đang sạc khoảng 8W nè. Ok nha, chuyển qua ripple. Ok, ripple và độ nhiễu điện của nó nè. Nè, ripple và noise nè, đó. 5V thì nó lanh quanh tầm trong khoảng 50mV nè, nó nhiễu nó ổn định chứ không phải nhảy lambda sạc nha. Thì có nghĩa là cái bộ lọc tụ trong đây nó ok, cái con tụ lọc nè, đó, nó lọc nhiễu điện là ok. Điện xoay chiều, điện DC, AC nó vô máy rồi lúc nào nó cũng phải nhiễu, mà nhiễu thì cần tụ lọc. Tụ lọc thì thằng này nó, em thấy tụ lọc nó ok, nó nằm trong khoảng chỉ số từ 1% tới 2%, 1 tới 1.5 là cực kỳ tốt, đối với em là ok. Thằng này em bán nè, mở bên trong kiểm tra đủ cho anh em hết, có 168.000 à. Bảo hành cho anh em 1 năm nha, lỗi đổi cho em cục khác, không có cục sạc nào mà đổi cho anh em á, em mới chạy quá em không về được hàng á, em hoàn cho anh em đủ 100% tiền. Những anh em nào mà chạy Grab nè, hay là đi xa nè, đó, sạc cục sạc này ok, em thấy ok, sạc lên 20W, tại vì cái cục này nó dì quá rồi, nó 80% rồi, sạc lên có 10W thôi, em cũng chịu thua. Đó, nó có 7-8W rồi, máy em lên tầm khoảng 20-22W, em đang quay clip nè. Đó, cái này sạc nè, nó có bật chế độ đèn nữa, em quên khoe anh em cái, bấm 2 lần, nó sẽ sáng đèn, bấm lần nó sẽ chuyển chế độ đèn, nó sáng hơn rồi đó, đó. Anh em mà chạy xe hơi á, mà ví dụ là tấp vô lề, anh em để này cách xe tầm khoảng 10m, 20m, anh em chớp đèn báo hiệu cho người ta cũng được. Đó, có 168.000 thôi nha. Cái này em về số lượng ít lắm. Anh em thì có mua thì liên hệ Ava em cho nó nhanh.
Rồi, thế nha.